đình là số một, và gia đình là số một, và gia đình là số một, một 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 hey. Không thì tính khí hay thật thường lắm, tính khí sao khi mưa khi nắng khi vui buồn. Ba thì hay tám vô tư hàng ngày, ôi thật lắm lúc điên đầu, cha tôi lúc nào cũng không thành tài, nhưng bao thất bại cha vẫn không ngần ngại. Em không nghĩ là anh lại xuống đây gặp em luôn đó. Có chuyện gì thì nói chuyện qua điện thoại được rồi. Tự nhiên xuống đây chi cho mất công vậy? Tại anh muốn gặp em. Em cũng muốn gặp anh nữa. Nhưng mà ngày mai anh có đi dạy học không? Có. Có hả? Rồi anh đi xuống đây vậy rồi sao ngày mai anh đi dạy học được? Thì có sao đâu. Lát nữa anh lên xe anh ngủ một giấc, sáng tới Sài Gòn rồi. Tới đây gặp em vậy là anh vui rồi. Sắp tới giờ xe chạy rồi. Anh đi nha. Ủa, anh Phúc. Hả? Anh có quên là chưa nói gì với em nữa không? Anh yêu em. Em yêu anh. Phải, nhà em đây mà. Em ơi, anh về cẩn thận nha. Alo. Đây tôi tới ngay cổng bệnh viện rồi nè. Trời ơi, không chịu nói rõ, giờ tao tới ngay, bây giờ là tới ngay sát cái tòa nhà sát cổng bệnh viện đúng không? Rồi 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 rồi, khi nào tôi tới tôi gọi ông liền nha. Anh Hạnh. Ái Vân. Trời ơi. Em khỏe không? Dạ. Nếu như lúc đó em không đi lầm tới bệnh viện, mà cho dù có đi lầm nhưng không bị đau bụng thì cũng không gặp được Ái Dân. Đúng là mối lương duyên trời định, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại. Rồi sao nữa? Sau đó em cảm ơn anh. Cũng 10 năm rồi anh hả? À, lần cuối cùng mà anh với em gặp nhau à, như lúc đó là anh sắp đi nghĩa vụ quân sự. 20 năm rồi chứ 10 năm gì, lâu lắm rồi, không nhớ. Mà giờ thấy em cũng vậy à ha? Ờ, thì anh cũng vậy mà, phải không? Ủa, mà em bị gì mà em vô trong này? À, bác sĩ nói là cái đầu em có cái gì? Cái đầu em có cái gì trong đó hả? À, em đừng có nói ra là bị u não nha. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, đừng có nói chuyện đó nữa. Bây giờ nói chuyện hồi xưa của hai đứa mình nha. Chuyện hồi xưa là chuyện gì? Thì chắc là anh không biết á, là hồi xưa em yêu anh đơn phương đúng không? Em viết cho anh nhiều thư lắm, em viết xong hết rồi mà em không có dám gửi. Em không biết là cổ yêu em luôn á.
phải vậy khổ sao rồi. Khi mà em biết được những bức thư tình ngày xưa cổ không dám gửi cho em, tim em như xé lại. Em ước là nhiều khi em ước tim em nhỏ lại để cổ có xé, cổ xé cho mau hết. Nhưng mà anh nghĩ về những bức thư mà mối tình đầu của cô gái này đó. Dạ. Thư là một cốt truyện hay lắm. Nếu mà viết thành phim chắc rất hấp dẫn lắm em. Thì đó, một câu chuyện tình chỉ có trong phim. Vậy mà tại sao lại đến với em ta? Nè, anh nói em đừng giận nghe. Anh nhìn cái mặt của em á, không hợp với cái vai diễn viên chính của bộ phim đó đâu. Cái anh này, người ta đang đau khổ mà anh sát muối vào tim em. Mấy nay anh cứ xuống nhà em liên tục vậy chắc anh mệt lắm đúng không? Anh không có mệt. Mà nè, nghe thầy Quyền nói là em nộp đơn xin nghỉ hả? Đâu có, em đâu có nộp đơn xin nghỉ đâu. Mẹ em chứ ai, thiệt tình luôn á, tự nhiên có nộp đơn xin nghỉ à. Vậy bây giờ em tính sao? Em cũng biết tính sao nữa, nhưng mà trước mắt em chỉ muốn đi dạy lại thôi. Em nhớ mấy đứa nhỏ quá à. Lớp đó mà không có em chủ nhiệm á, sẽ tốt hơn á. Cái gì chứ, không dám đâu nha, tụi nhỏ thích em làm giáo viên chủ nhiệm lắm đó. À mà nè, đồ đạc ở nhà Kim Chi em dọn hết rồi hả? Ồ, em còn một vài thứ, nhưng mà bây giờ mẹ em không có cho em lên Sài Gòn nữa sao giờ? Vậy hay là để anh dọn cho. Mà nè, Kim Chi biết chỗ em cất đồ đâu đúng không? Ừ. Vậy nha, bye bye. Dạ, bye bye anh. Dạ, em cũng đang dọn đồ cho bả nè. Dạ, vậy em ở nhà đợi anh tới luôn nha. Một tiếng nữa anh tới hả? Dạ, dạ, dạ. Vậy em đợi anh ha. Ba, mẹ, xuống ăn cơm đi, con dọn cơm xong rồi. À, con. Ủa, anh. Hả? Ăn cơm, đi đâu vậy? Dạ, có hẹn ăn trưa với... gì rồi? Hẹn với ai? Thì... tôi tác đồ đó. Vậy nha, đi nha, con đi ba, thưa ba mẹ đi. Không ạ. Xuống ăn cơm không ba? Dạ, xuống ăn cơm. Đây à, hồ sơ. Em đi gặp khách hàng, 2 tiếng sau quay lại nha. Ơ, giữa trưa nắng mà em đi đâu vậy? Ai Vân, như một bộ phim này nè, em đi hẹn tư vấn khách hàng thì em gặp Ái Vân ở đó. Alo, tôi biết rồi, sai một lần nữa đi, anh sai hoài dữ vậy. Anh. À, vậy nha. Ủa Vân, ủa hôm nay xuất viện. Dạ. Hay là bác sĩ trả về vậy? Anh nói vậy không à. Em hết bệnh rồi. Hết bệnh hả? Ừ. Ủa sao anh nghe nói là cái bệnh của em mà chỉ có 1% mà có thể chữa khỏi mà. Thì xác suất 1% nó rơi vào em đó. Hay quá. Ôi, sao cổ may mắn quá vậy? Thì đó, phép màu đến với cổ. Cổ là 1% của phép màu đó anh à. Rồi bây giờ em đi tới thăm cổ đó. Như một bộ phim. Nó như một bộ phim luôn anh. Em phải tới thăm cổ thôi. Vậy nghe anh, nhà em mà có gọi điện tới hỏi anh nhớ nói là em đi tư vấn khách hàng nha anh. Anh nhớ nói giùm em nha, tư vấn khách hàng nha. Phim thì đúng là phim, nhưng mà không phải là phim lãng mạn đâu, mà là phim hài đó. Ủa, hôm nay em được nghỉ, chờ anh ở nhà hả?
Em được nghỉ, với lại sẵn ở nhà để ráp mấy cái đồ này nè. Wow, diễn viên nổi tiếng Kim Chi mà rảnh rỗi nghỉ ngơi ha. Gì đây, lại mỉa mai em nữa hả? Anh chồng em thôi. Đồ dự hiện đâu vậy? Nguyên cái thùng đó kìa. Có nhiêu đây thôi hả? Ừ. Rồi cái này cái gì đây? Cái tủ ráp nè mà em mua ở trên mạng. Mà về sau em nhìn cái bản hướng dẫn mà ráp hoài ráp không được, không biết sao nữa. Đâu đưa anh coi. Cái này cũng đơn giản thôi mà. Mình cho bạn ráp ráp dễ mà, để anh làm cho. Em ráp sai rồi. Em ráp theo cái bản hướng dẫn đó mà nãy giờ tháo ra ráp vô mấy lần mà nó vẫn không có vô đúng được. Em đâu có được, em ráp sai cây rồi nè, thêm một cây nữa, cái này chiều dài mà. Với lại nó kêu mình phải trồng cái này vô nè, trồng vô trước rồi em mới ráp lên được. Để đó cho. Đơn giản, cầm đi. Anh ăn nhiều vô. Cái này nữa nè. Thôi thôi được rồi, em cứ ăn đi để anh tự nhiên, không sao đâu. Trời, tôi gấp cho anh quá trời, không gấp cho em ăn đi. Em biết á, là sức khỏe của anh á, nó đâu được bình thường đâu, đúng không? Trời, cái sức ăn của anh á. Anh gì vậy? Vợ anh tới. Vợ anh hả? Đâu? Sau lưng em đó. Cái người mặc áo xanh đó. Cái chị mặc áo xanh á mà mặc như con quỷ á hả? Trời ơi, tại sao xuất hiện trong hoàn cảnh này vậy trời? Nhưng mà nếu bị phát hiện á thì phải làm sao anh? Em nghĩ đi. Nếu như bị phát hiện, liệu gia đình anh còn hạnh phúc không em? Vậy bây giờ mình lén đi nha. Giúp anh cái. Ok, em giúp anh. Sao tự nhiên lấy khăn màng của nhà hàng vậy? Giỡn, xin lỗi nghe. Rồi, thoát coi. Anh thấy em giỏi không? Giỏi quá. Anh với em giống như là phim hài lãng mạn vậy ha. Thôi, đi. Anh ơi, ra uống miếng nước nè. Tủ xong rồi hả anh? Ừ, xong rồi. Ê, gì vậy? Anh để em dọn cho. Thôi đừng, để anh làm cho. Thôi mấy cái này trong nhà em mời, để em dọn. Sẵn tiền tay anh làm luôn cho. Mà nè, cái chốt cửa bị xúc ra rồi, sao em không sửa luôn đi? Trong nhà có ai đâu mà sửa. Thôi sẵn tiền hôm nay có anh nè, đi mua cây ăn sắt về đi, anh dán luôn cho. Như hả? Ừ, đi lại đi. Ồ, vậy đợi em xíu, em chạy xuống dưới mua cây ăn sắt nha. Ừ, anh đợi. Vô đi. Anh đến nhà em rồi thì vô nhà uống cho em một ly rồi về ha. Thôi để lần khác. Lần khác anh tới anh uống. Vậy nha. Anh vô một tí thôi mà. Nha. Anh ơi, không biết loại keo này nó có. Thank you.
chứ. Anh ngồi tự nhiên nha. Em vô trong đợi em tí ha. Cứ vô trong đi anh ngồi tự nhiên mà anh tự nhiên lắm. Gia đình rồi đó. Anh là cô già. Con cha mẹ thì cũng lớn tuổi lắm rồi. Em ơi. Bộ em á, cứu bằng của quỷ sứ đó hả? Em có gì thua nữa chứ. Anh đi. Anh đâu? Phải đi chứ. Anh đi đâu? Anh ở lại với em đi. Anh đi toilet. Anh đè xuống hơi ra. Anh đi toilet nha. Anh Thắng ơi chết em rồi anh Thắng ơi. Cổ rồi ăn em. Đến là phiên 2, rồi bây giờ là phiên cấp 3. Trời ơi, giờ này còn giỡn cái gì nữa anh? Bây giờ em phải làm sao đây anh? Anh ơi, sao lâu quá vậy? Anh ra liền, ra liền. Ra liền nha. Cúp máy, cúp máy, cúp máy. Anh Phúc. Ủa? Anh ngủ quên hả? Em thấy anh ngủ ngon quá cho nên không đánh thức anh dậy. Cho anh mệt lắm hả? Em mua keo chưa? Em vô rồi. Anh làm cho. Thôi khoan đã. Em lỡ nấu cơm rồi nè. Anh ra ăn cơm xíu đi. Rồi vô làm sao? Vậy cũng được.
Anh ngồi đây nè. Trời, có món canh cà rốt với lại cá chiên mà anh thích nhất nè. Nhìn hấp dẫn quá ha. Hey, lâu lắm rồi được em nấu ăn cho ăn á. Ăn cá này vô đi anh. Cá, thôi ăn trứng trước đi. Cái ghế sao lung lay dữ vậy em? Cũng lâu rồi mà anh. Anh còn nhớ cái bộ bàn ghế này mình mua ở đâu không? Nhớ chứ. Em còn nhớ nha, lúc đó mình đi mua bộ bàn ghế này trời mưa quá trời luôn. Đúng rồi. Đã hai vợ chồng hai đứa mình á phải gửi cái bộ bàn ghế lại cửa hàng đó để ngày hôm sau quay lại lấy. Đúng rồi. Nhưng mà nghĩ lại cũng vui với bộ. Ừ. Mà nghĩ là nghĩ nha, hồi xưa tụi mình hay đi ăn lắm. Bây giờ hai vợ chồng mình, anh và em á ít đi ăn. Hay là lát nữa anh sửa xong cái cửa đó, tối á anh sẽ mời em đi ăn nha, hiểu không? Em bận hả? Đâu có đâu, em rảnh mà. Lâu lâu anh mới hẹn thì phải đi chứ. Ừ. Trứng ngon quá. Ăn thêm miếng nho rồi đi anh. Được. Không lấy muỗng hay mất. Em quên để em xuống nha. Rồi, nói phim cấp 3 là bây giờ nó phim kinh dị hết trời. Nó là kinh dị, mà kinh dị loại nặng á. Định bỏ đi đâu vậy? Khóa cửa luôn. Hôm nay á, anh phải là của em, hả? Là em chờ ngày này hơn 20 năm rồi. Ôi lâu quá mà em không quên hả? Vậy nên hôm nay em phải lấy một thứ cho người anh. Dạ, anh không có gì cho em lấy đâu. Hay là tóc đi. Ừ, tóc ơi. Vậy thì... Hèn gì, anh biết là tâm thần liền. Bởi vì em kể em nói về cô gái mà có khối u trong não mà chữa hết, anh thấy nó kỳ kỳ làm sao á. Thì hết thì hết bệnh đó, nhưng mà chắc là cũng bị ảnh hưởng nặng nề quá. Trời ơi, giờ nhắc tới mà em còn thấy sợ nữa. Mà cái tay với cái cổ em sao vậy? Ghê quá vậy. Thì đó, nó là chuyên dị mà pha hành động. Trời đất ơi. Chồng hôm nay á, anh phải để em bao anh nha.
là để anh bao rồi mà. Hôm nay anh đã làm giúp cho em quá nhiều chuyện rồi, cho nên là chầu này em phải bao anh mới được. Chứ không muốn em không có đi ăn với anh nữa đâu. Trời trời, nổi tiếng rồi, nói có khác ha, không tiết kiệm hết trơn. Dạ con nghe nè mẹ. À, dạ con đang ở ngoài với bạn. Dạ dạ, 5 phút nữa con về. Dạ dạ. Mẹ gọi anh hả? Ừ. Anh ngồi chơi với em được 5 phút nữa thôi đó. Vô ha. Thật ra em không muốn về nhà chút nào hết trơn. Ở nhà buồn chết. Nhờ bà Diệu Hiền á, bà cô không có nữa. Nhà ở nào cũng lạnh tanh à. Chị nè, anh có chuyện này anh muốn nói với em. Chuyện gì vậy? Anh tính cầu hôn Diệu Hiền. Hả? Anh tính cầu hôn Diệu Hiền á. Anh định cầu hôn Diệu Hiền hả? Ừ. Sao mà em bất ngờ quá à? Sao hai người quyết định nhanh như vậy? Tại vì tụi anh thấy tụi anh cũng hợp nhau á. Rồi. Nhưng mà ba mẹ Diệu Hiền đã biết chưa? Em nhớ là ba mẹ Diệu Hiền khó lắm mà. Anh biết là ba mẹ Diệu Hiền khó, cho nên anh sẽ cố gắng em Diệu Hiền và thuyết phục ba mẹ của cô Diệu Hiền đồng ý để cho tụi anh đến với nhau. Em chúc anh hạnh phúc. Em cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết là chúc anh với Diệu Hiền sẽ hạnh phúc. Cảm ơn em nha. Thôi đi về. Anh về trước đi. Sao vậy? Tại vì đồ ăn còn quá trời, kêu xong mà em trả tiền mà em không ăn uống nữa. Nên anh về trước đi, lát về sao. Mẹ kêu quá chừng luôn ha. Anh về trước nha. Ừ. Mẹ nè, nhớ đừng uống nhiều quá đó nha. Em biết rồi. Đi nha. Bà Diệu Hiền á, bà cô không có nữa. Nhà ở nào cũng lạnh tanh à. Bao giờ mình mới vui vẻ đây hả Milo? Hay thiệt á, người thì suốt ngày ngủ rủ gì gái, còn người thì ngồi nói chuyện với chó. Sao yếu đuối dữ vậy? Mấy ngày rồi cứ cú rủ là sao? Thế kệ rồi nữa, quan tâm làm gì, ruột ruột chứ. Thật tình, anh muốn xin lỗi em. Xin lỗi cả con. Chắc sau này con sẽ giận anh dữ lắm. Lúc đầu anh cũng nghĩ là tại sao em nhẫn tâm như vậy, nhưng sau này anh biết được là em rời xa anh vì không phải ghét anh, vì em có nhiều thứ quan trọng hơn. Don't say.
xem tập 190 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 14 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7. Hey!